Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước. Tập 65. Chương 641. Thiền Na Giả. Đột nhiên mọc ra một hòa thượng như thế, nói lời khó hiểu, khiến tinh thần Long Duyệt Hồng chợt căng thẳng, lại thêm vài phần nghi hoặc và mờ mịt. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Tại sao lại mọc ra một hòa thượng tín ngưỡng Bồ Đề? Hắn là kẻ điên, tinh thần không bình thường. Long Duyệt Hồng bất giác đưa mắt về phía trước, thấy gò má của Tương Bạch Miên ở vị trí phó lái căng lên. Đúng lúc này, Thương Kiến Diệu hạ cửa xe xuống, thò đầu ra, cao giọng hô lên, vì sao không dùng tiếng đất xám. Tiếng Hồng Hà không bày tỏ được ý nghĩa này, tên này lại tích cực ở chỗ kỳ quặc. Long Duyệt Hồng một lần nữa không biết nên khen Thương Kiến Diệu thần kinh thô hay là không biết rõ cục diện. Điều khiến Long Duyệt Hồng bất ngờ chính là hòa thượng mặc áo xám cho gầy tong teo lại đưa ra câu trả lời. Hắn vẫn dùng tiếng Hồng Hà, tôi không biết chữ đất xám. Nhưng lễ kính Phật Đà lại là lễ kính ý thức tự thân, giảng Phật lý là trình bày bản tính thực sự, dùng ngôn ngữ gì cũng không ảnh hưởng đến bản chất của nó. Sao anh lại muốn ngăn chúng tôi, còn nói biển khổ vô biên, quay đầu là nở. Thương Kiến Diệu có tư duy nhảy cóc, chớp mắt đổi đề tài. Tương Bạch Miên không ngăn cản anh, cố gắng sử dụng cách nói chuyện không theo lẽ thường của anh để phá rối suy nghĩ của hòa thượng áo dài xám cho, tạo ra cơ hội để dò xét chân tướng sự tình hoặc là thoát khỏi cảnh trước mặt. Hòa thượng mặc áo dài xám cho lại thấp giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, bần tăng tiên đoán được hôm nay giờ này. Tiểu đội 4 người đi ngang qua con đường này sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của thành phố Ban Sơ, mang đến một cuộc bạo loạn. Ngã Phật từ bi, không đành lòng nhìn thấy chúng sinh gặp cực khổ, bần tăng đành phải chặn các anh lại, canh giữ một thời gian. Câu nói này khiến đám người Tương Bạch Miên nhìn lẫn nhau, có cảm giác đối phương quả thực bị bệnh thần kinh. Đây chính là tai bay vạ gió, tổ điều tra cũ còn chưa kịp làm gì cả. Vẻ mặt Thương Kiến Diệu chợt nghiêm túc, anh cao giọng đáp lại, mang đến cuộc bạo động, ảnh hưởng sự ổn định không biết là tiểu đội 4 người nào. Chỉ có thể là những quý tộc kia, những nguyên lão kia, những kẻ có dã tâm nắm trong tay quân đội kia. Thiền sư, vì sao anh không đi canh giữa đám người Beulius, Alexandre, Gaius? Hãy tin tôi, đây mới là cách giải quyết tai họa ngầm hữu hiệu nhất. Ha, trình độ tranh luận ngày càng cao rồi. Tương Bạch Miên thầm khen một tiếng. Hòa thượng mặc áo xám cho im lặng vài giây rồi nói, về phương diện này, bần tăng cũng sẽ thử, nhưng bây giờ cần phải canh giữ các anh trước. Giọng hắn khá bình thản, lại thể hiện ra được ý chí kiên định. Lúc này, Bạch Thần lái xe cũng thò đầu ra, đại hòa thượng, anh dựa vào cái gì để xác định là chúng tôi? Tuy con đường này hiện giờ không có những người khác lui tới, nhưng tiên đoán sai không nhất định là mục tiêu, còn có thể là thời gian và địa điểm. Đúng vậy, Thương Kiến Diệu phụ họa, anh nghĩ một chút mà xem, giải nghĩa lời tiên đoán xảy ra sai lầm, chắc chắn anh cũng. Anh còn chưa dứt lời, hòa thượng mặc áo dài xám cho tuyên một tiếng Phật hiệu, Nam Mô A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Giọng nói như chuông đồng của hắn vang vọng bên tai đám người Tương Bạch Miên, thành công át đi lời tiếp theo của Thương Kiến Diệu. Ngay sau đó, hắn không cho Thương Kiến Diệu cơ hội tiếp tục mở miệng, điềm đạm nói, thí chủ, đừng cố gắng dùng năng lực ảnh hưởng đến logic và phán đoán của bần tăng nắm giữ đọc tâm đối phương, biết anh rốt cuộc muốn làm gì. Mẹ kiếp, Long Duyệt Hồng không nhịn được chửi bậy một câu trong lòng. Năng lực đọc tâm đối phương thực sự quá đáng ghét. Bên này muốn làm chút gì, ngay cả một dấu tay còn chưa làm xong đã bị cản lại rồi, còn đánh làm sao? Hơn nữa, hòa thượng này cách chúng ta hơn 10 mét, đọc tâm đối phương của hắn lại có thể rõ ràng như thế, điều này chứng tỏ cấp bậc của hắn còn vượt xa tăng lữ máy móc Tịnh Pháp. Trong lúc đầu óc Long Duyệt Hồng quay cuồng suy nghĩ, hòa thượng mặc áo dài xám cho lại nói tiếp, thí chủ, không cần lấy loa và máy thu âm sách tay, anh đã nói cho bần tăng biết, âm thanh lưu trữ trong đó mang đến ảnh hưởng không tốt. Thương Kiến Diệu nghe hắn khuyên can, nhưng không nghe hết. Tuy anh không lấy loa và máy thu âm sách tay ra khỏi ba lô chiến thuật, nhưng cố gắng ấn nút bấm, bật to âm lượng. Cùng lúc đó, Tương Bạch Miên vẫn luôn giữ im lặng bỗng rút súng, tay trái đẩy cửa, tay phải vung ra ngoài, định bắn về phía hòa thượng mặc áo dài xám cho. Cô cũng không hy vọng mình sẽ thành công, chỉ là muốn thử quấy phá đối phương, ảnh hưởng hắn sử dụng năng lực, tạo cơ hội cho Thương Kiến Diệu phát bản ghi âm của Tiểu Sung và Ngô Mông. Bạch Thần cũng lập tức phản ứng lại, cô đạp chân ga hết cỡ,
để chiếc xe Việt dã nặng nề này phát ra tiếng động cơ nổ rất lớn, cả xe chiếc lao đi. Trong chớp mắt ấy, hòa thượng mặc áo dài xám cho chuyển động tràng hạt trong tay trái. Tương Bạch Miên âm thầm cảm nhận một cơn đau cực đoan khó mà chịu nổi, giống như rơi vào một cái bẫy do kim thép tạo thành. Bằng bằng bằng, tay phải của cô rụt về theo phản xạ, đạn bắn lệch về phía nền đá bên đường. Thương Kiến Diệu lại giống như rơi vào biển lửa vô tận, làn da đau đớn vì bị cháy. Anh cuộn người lại, hoàn toàn không có sức bật nút mở. Bạch Thần chỉ cảm thấy mình bị ném vào nồi nước đang sôi sùng sục, đau đớn khiến cô thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê. Chân của cô bất giác rời khỏi chân ga, chiếc xe mới lao đi được mấy mét, đã giảm tốc độ, chậm rãi lái về phía trước. Long Duyệt Hồng như rơi vào hầm băng, run lẩy bẩy không thể kiềm chế. Cả người hắn trở nên cứng nhắc, tư duy dường như bị đóng băng. Địa ngục đạo của lục đạo luân hồi, trong lúc bị hành hạ vô hình khó mà tả nổi, tổ điều tra cũ mất đi tất cả sức phản kháng. Không, tay trái của Tương Bạch Miên vẫn còn đang cử động. Nó tự động đưa ra ngoài xe, ném đồng tiền xu đang nắm trong lòng bàn tay ra. Trong tiếng xẹt xẹt, ánh điện màu trắng bạc tỏa ra, quấn vòng quanh đồng tiền xu kia, tạo thành một đuôi lửa rõ ràng. Nó giống hệt một viên đạn pháo điên cuồng, bắn thẳng về phía hòa thượng áo dài xám cho. Lúc Thương Kiến Diệu và đối phương nói chuyện với nhau, Tương Bạch Miên cũng đã chuẩn bị cho sự xung đột có thể xảy ra sau đó. Từng qua lại với rất nhiều người thức tỉnh, cô rất rõ ràng, chỉ cần không gặp phải kẻ địch có loại hình đặc biệt, dựa vào vi mạch phụ trợ thiết lập hành vi từ trước, có thể né tránh được phần lớn sự ảnh hưởng. Đáng tiếc là, vi mạch trong cánh tay nhân tạo của cô khá đơn giản, chỉ có thể cài đặt trước rất ít động tác nếu đổi thành Nawa ở đây. Có thể cài đặt trước hẳn một bài tập thể dục rồi, cho nên đây chỉ có thể là một đòn phản kích mang tính một lần khi rơi vào đường cùng, không còn biện pháp khác. Nhưng, hòa thượng mặc áo dài xám cho dường như đã có dự liệu từ trước. Một khối đá ở bên đường không biết đã bay đến từ lúc nào, chăn trước đồng xu kim loại. Keng, khối đá cháy xém, dòng điện chạy tán loạn, không thể tiến xa thêm. Dù sao Tương Bạch Miên cũng là dùng tay ném đồng xu, dựa vào điện cao thế để giành phần thắng, không thể đạt được hiệu quả pháo điện tử. Địa ngục đạo vẫn còn được duy trì, tổ điều tra cũ đau đớn đến mức có vài thành viên đã gần rơi vào hôn mê. Nam Mô A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hòa thượng mặc áo dài xám cho tuyên một tiếng Phật hiệu, tất cả đều trở lại bình thường. Long Duyệt Hồng bất giác nhìn cơ thể của mình, không thấy bị tổn thương chút nào, nhưng cảm giác dày vò và lạnh lẽo vừa rồi vẫn còn rõ ràng trong ký ức của hắn, vô cùng chân thật. Trán và lưng hắn ướt đẫm mồ hôi cũng chứng tỏ mọi chuyện không phải là không xảy ra. Các vị thí chủ, phản kháng vô nghĩa sẽ chỉ khiến các vị đau đớn. Hòa thượng mặc áo dài xám cho chậm rãi nói, vẫn nên để bần tăng canh giữ thì hơn. Tương Bạch Miên vừa cài đặt động tác cho vi mạch phụ trợ, vừa trầm giọng hỏi, thiền sư, anh muốn canh giữ chúng tôi bao lâu? 10 ngày, 10 ngày sau sẽ thả các cô đi. Hòa thượng mặc áo dài xám cho đơn giản đáp lại. Hắn liếc nhìn Tương Bạch Miên, không hề ngăn cản, chỉ nói với Thương Kiến Diệu, muốn khiến tôi trở nên quái đản. Thương Kiến Diệu mỉm cười, giang hai tay ra, ý bảo mình chỉ nghĩ vậy thôi, không định thực hiện. Thiền sư tên là gì? Anh thoải mái hỏi. Hòa thượng mặc áo dài màu xám cho khẽ gật đầu, bần tăng pháp hiệu là Thiện Na Già. Khối đá trước mặt hắn chậm rãi bay trở về bên đường, rơi xuống vị trí cũ, giống như có một bàn tay vô hình đang thao túng. Điều này khiến đám người Tương Bạch Miên càng thêm khẳng định hòa thượng này là người thức tỉnh cấp bậc hành lang tâm linh. Thiền sư thuộc giáo phái nào? Thương Kiến Diệu lại hỏi tiếp. Đôi mắt màu xanh lục của Thiện Na Già đảo quanh, đây không phải là nơi nói chuyện. Các vị thí chủ, đi theo bần tăng thôi, xin thiền sư hãy dẫn đường. Tương Bạch Miên thấy chuyện rơi vào ngõ cụt, bắt đầu tìm kiếm cách khác. Ví dụ như, khi đến nơi canh giữ được chỉ định, nói cho Thiện Na Già, có một đứa bé đang ở một mình. Nếu không có sự chăm sóc của tổ điều tra cũ sẽ không được ăn no mặc ấm, chi bằng mang cả nó đến đó. Thậm chí Tương Bạch Miên còn cân nhắc có nên mời Thiện Na Già lên xe chỉ đường, nếu không thì hòa thượng này đi chậm rãi ở phía trước sẽ vô cùng bắt mắt, dễ dẫn đến sự quan tâm khác. Thiện Na Già không muốn mạng của họ, nhưng bàn tay trật tự chỉ hận không khiến họ chết đi. Các vị thí chủ từ bi, Thiện Na Già thỏa mãn gật đầu. Một giây kế tiếp, bàn tay không cầm tràng hạt của hắn khẽ vẫy một cái, một chiếc xe máy tối màu bên đường chợt bay tới. Trong lúc Long Duyệt Hồng trợn mắt há mồm,
hòa thượng mặc áo dài xám cho này xoay người nhấc chân, trèo lên xe máy, vặn tay ga. Trong tiếng nổ của động cơ, Thiện Na già nằm sấp người xuống, bình thản nói, các vị thí chủ đi theo sau bần tăng là được. Giờ phút này, hình ảnh tăng lữ mặc áo dài xám cho, đầu bóng loáng, lái xe mô tô, tạo thành vệt khí sau đuôi vô cùng chấn động thị giác, khiến vẻ mặt đám người Tương Bạch Miên, Long Duyệt Hồng và Bạch Thần đều dại ra. Thương Kiến Diệu tò mò, vì sao thiền sư không lái xe ô tô? Thiện Na già vừa cho xe mô tô giữ thăng bằng, vừa thản nhiên đáp, ô tô quá nặng. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 642, Ý thức Thạch Anh. Xe ô tô quá nặng, đây là lý do gì? Long Duyệt Hồng ngồi ở hàng ghế sau vừa khom lưng nhặt lại khẩu súng lục đánh rơi do cảm giác đau đớn và rét buốt ban nãy, vừa có chút mờ mịt thầm lặp lại câu trả lời của Thiện Na già. Xe có nặng hay không và lái xe có liên hệ tất yếu nào sao? Là người lái xe, cũng không phải xe lái người. Trong lúc suy nghĩ hiện lên trong đầu Long Duyệt Hồng, tăng nhân mặc áo dài xám cho Thiện Na già đã lái chiếc xe mô tô chạy nhanh ra ngoài. Bạch Thần không có cách nào chỉ đành đạp chân ga, để chiếc xe theo sát phía sau. Tương Bạch Miên ngồi ở vị trí phó lái, nhìn bóng lưng Thiện Na già, không che giấu, cũng không có cách nào che giấu suy nghĩ hiện lên, năng lực đọc tâm đối phương này phải phá giải như thế nào. Nếu như mọi chuyện đều bị hắn biết trước, thì hoàn toàn không có phần thắng. Cũng không thể hy sinh bản thân, biến thành vô tâm giả, dựa vào phản ứng bản năng để giành phần thắng được. Chưa nói đến chuyện vấn đề chưa đến mức ấy, cho dù muốn, bệnh vô tâm không phải muốn mắc là mắc. Được, về phương diện này, hắn rõ ràng mạnh hơn tăng lữ máy móc Tịnh Pháp mới có thể nghe rõ tiếng lòng của bọn này ở khoảng cách xa. Năng lực đọc tâm đối phương là thuộc về bản thân hắn, năng lực khiến bọn mình cảm thấy đau đớn xác suất cao là đến từ tràng hạt trong tay, cho nên có thể đồng thời sử dụng. Thao túng vật chất là năng lực cơ sở, dường như không mâu thuẫn với đọc tâm đối phương của hắn. Lúc đó hắn dùng khối đá chặn dòng điện, cảm giác đau đớn như kim châm trên người mình vẫn còn tồn tại, nhưng rõ ràng có giảm bớt, xem ra có ảnh hưởng nhất định. Đọc tâm đối phương thuộc về lĩnh vực bồ đề, cái giá phải trả tương ứng có liên quan đến trạng thái tinh thần, thay đổi ham muốn và tình huống cảm quan, cũng có thể là không thể nói dối. Vừa rồi hắn trả lời nhiều vấn đề của bọn mình như vậy, nghi là cái thứ hai, nhưng cũng có lẽ là giới luật của giáo phái họ, giống như giáo đoàn tăng lữ. Cảm quan hiện giờ của hắn trông có vẻ không có vấn đề gì, cũng không tồn tại biểu hiện về tăng sắc dục, tạm thời không thể suy đoán ra cái giá phải trả là gì. Ôi, chỉ hy vọng hắn không bị nhân cách phân liệt, nếu không, bây giờ là Thiện Na già từ bi hỉ xả, lát nữa chưa biết chừng lại đổi thành Thiện Na già tàn nhẫn u ám. Tương Bạch Miên biết rằng những tiếng lòng này của mình rất có thể sẽ bị Thiện Na già nghe thấy, chỉ là cho rằng đó là những lời lẽ không quan trọng. Là phản ứng của bất cứ con người bình thường nào cũng sẽ làm ra nếu rơi vào hoàn cảnh hiện tại, mà cô cùng lắm là hiểu biết nhiều hơn một chút về người thức tỉnh. Hơn nữa còn từng tiếp xúc với tăng lữ máy móc Tịnh Pháp, việc này hẳn là không chạm đến vẩy ngược của Thiện Na già. Cũng không đến mức làm lộ ra đối sách của tổ điều tra cũ, hiện giờ họ không tồn tại phương án chạy trốn, thứ không có thì làm sao bại lộ được chứ. Liếc nhìn chiếc xe mô tô đen rẽ vào một con phố khác ở phía trước, Tương Bạch Miên lại nghiêng người liếc nhìn Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng ở hàng ghế phía sau. Cô vừa buồn cười vừa ngạc nhiên khi phát hiện ra vẻ mặt của Thương Kiến Diệu lúc thì nghiêm túc, lúc thì vui vẻ. Khi lại nghiêm trọng, khi lại thoải mái, giống hệt như đang đeo một chiếc mặt nạ biến hóa đa dạng. Anh đang suy xét điều gì? Tương Bạch Miên cân nhắc rồi hỏi. Cô cũng không lo câu hỏi của mình khiến Thương Kiến Diệu bị bại lộ phương án đang xây dựng trong đầu, bởi vì gặp phải đọc tâm đối phương, việc này hoàn toàn không giấu được. Vẻ mặt Thương Kiến Diệu trở lại bình thường, khẽ gật đầu nói, mỗi người chúng tôi đều tự đặt ra kế hoạch chạy trốn của riêng mình, nhưng không bỏ phiếu quyết định chốt phương án nào. Cho dù hắn nghe thấy chúng tôi thảo luận, cũng không thể đưa ra phương án đề phòng nhắm vào từng kế hoạch, đến lúc đó chúng tôi sẽ bỏ phiếu theo tình hình, một khi quyết định, sẽ lập tức hành động. Như vậy, hắn cũng chỉ biết trước được mấy giây đến mấy chục giây, không thể nào đối phó hoàn toàn. Biện pháp của chúng tôi được đặt tên là xét đánh không kịp bưng tai, trên lý thuyết thì có thể thực hiện được. Long Duyệt Hồng nghe vậy thì sửng sốt, cảm thấy phương án của Thương Kiến Diệu rất khá. Tương Bạch Miên hơi cau mày nói, vấn đề ở chỗ là, anh,
các anh trước khi hoàn thành bỏ phiếu, cũng không thể nào chuẩn bị sẵn sàng cho mỗi một phương án được. Như thế chẳng khác nào là chiến đấu vô ích. Thương Kiến Diệu thản nhiên thừa nhận đây chính là chỗ khó nhất của biện pháp này. Sau đó anh lại bổ sung, tôi còn một cách khác, đó chính là không ngừng suy nghĩ, để hắn liên tục nghe lén. Chúng tôi có thể tự suy xét sự việc cả ngày, nhưng chắc chắn hắn không thể nào duy trì được đọc tâm đối phương cả ngày. Cho dù là người thức tỉnh cấp bậc hành lang tâm linh vượt xa người thức tỉnh cấp bậc biển khởi nguồn như Thương Kiến Diệu, năng lực tất nhiên vẫn có hạn. Thương Kiến Diệu vừa dứt lời, trong lòng Long Duyệt Hồng đã vang lên một giọng nói, bình thản mà lạnh lùng, đúng vậy, nhưng các anh không biết lúc nào tôi dùng đọc tâm đối phương, lúc nào không dùng. Đây là giọng của Thiện Na già. Không, tai mình không nghe được, nó dường như trực tiếp hiện ra trong đầu mình. Con ngươi của Long Duyệt Hồng chợt phóng to, vô cùng kinh ngạc. Hắn đưa ánh mắt về phía Tương Bạch Miên, Thương Kiến Diệu và Bạch Thần, cố gắng dựa vào phản ứng của họ để xác định mình nghe nhầm hoặc ảo tưởng ra. Giây tiếp theo, Tương Bạch Miên nhìn xung quanh, thở dài nói, không ngờ đọc tâm đối phương của hắn đã đến trình độ có thể sử dụng ngược lại. Đọc tâm đối phương của Thiện Na già không những nghe được tiếng lòng của bốn thành viên tổ điều tra cũ, hơn nữa còn có thể khiến họ nghe được suy nghĩ của Thiện Na già. Việc này gần giống với thí nghiệm trao đổi ý thức mà thế giới cũ từng muốn làm trước khi bị hủy diệt. Tương Bạch Miên thu lại ánh mắt, nhớ tới một vài tài liệu đã từng xem qua lúc trước. Long Duyệt Hồng lại thêm vài phần bi quan về việc có thể sớm trốn thoát khỏi sự canh giữ của Thiện Na già hay không. Tuy Thiện Na già không thể liên tục sử dụng đọc tâm đối phương, nhưng tổ điều tra cũ hoàn toàn không rõ lúc nào hắn đang nghe, lúc nào không nghe, cũng không thể xác định phương án mình đang suy tính có bị hắn biết được từ trước không. Điều khiến cho người ta càng sợ hãi chính là Thiện Na già hoàn toàn có thể dùng nghe để giả vờ không nghe, phớt lờ chuyện tổ điều tra cũ đang mưu tính, tra ra toàn bộ bí mật của họ, cuối cùng dễ dàng phá hủy hy vọng của họ. Trong tình cảnh hiện giờ, với cảm giác áp bách này, Long Duyệt Hồng có thể thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của người thức tỉnh cấp bậc hành lang tâm linh. Đây là điều mà DiMarco ở trạng thái không tốt, rõ ràng khiếm khuyết và vô tâm giả cao cấp khó có thể so sánh được. Đồng thời, Long Duyệt Hồng cũng khắc sâu một nhận thức ở lĩnh vực người thức tỉnh, ra tay trước vô cùng quan trọng. Lúc trước tổ điều tra cũ có thể xử lý DiMarco, có thể phá vỡ thế giới hư cấu, nguyên nhân rất lớn là vì họ ẩn náu trong bóng tối, dựa vào tin tức có được, ra tay trước. Mà Thiện Na già lại có hai năng lực tiên đoán và đọc tâm đối phương, quả thực chính là luôn ra tay trước. Trong chiếc xe Việt dã màu xanh lục, bầu không khí trở nên im ắng, đám người Tương Bạch Miên, Thương Kiến Diệu, Bạch Thần không ai nói nữa. Thiện Na già mặc áo dài xám cho, đi xe mô tô màu đen, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, dẫn tổ điều tra cũ đến phía đông của khu Hồng Cự Lang. Lúc gần ra khỏi thành phố, một ngôi miếu thờ xuất hiện trước mặt đám người Tương Bạch Miên. Đó cao 7 tầng, nền màu vàng đất, phủ lên màu xanh lam. Nó cao 7 tầng, vừa có các cây cột khác nhau kiểu dáng hồng hà, cửa sổ cỡ lớn, vừa có các loại tượng Phật, Bồ Tát, Minh Vương theo phong cách đất xám. Những pho tượng này được đặt ở bên ngoài tầng thứ 5, dường như đang nhìn xuống thế giới thập phương. Sắp tới rồi, giọng nói của Thiện Na già một lần nữa vang lên trong lòng đám người Long Duyệt Hồng, Bạch Thần. Đến nơi này, Tương Bạch Miên dùng đầu ngón chân cũng suy đoán ra được tiếp theo nhóm người mình sẽ bị canh giữ ở trong ngôi miếu kỳ lạ này. Giáo phải ý thức Thạch Anh, cô thông qua phong cách kiến trúc, hỏi với vẻ nghi ngờ. Giọng của cô không lớn, nhưng cô biết Thiện Na già nhất định nghe thấy. Thiện Na già giảm tốc độ xe máy, đúng vậy. Tương Bạch Miên nhất thời không nghĩ ra cách chạy trốn, chỉ có thể thuận miệng hỏi dò, thiền sư, chúng tôi còn có rất nhiều vật phẩm để ở chỗ ở. 10 ngày không quay lại, nếu như bị mất thì phải làm sao? Với cả, chúng tôi đang định mua một tấm pin năng lượng mặt trời để dùng cho chiếc xe cũ. 10 ngày sau, nếu cuộc bạo động không xảy ra, chúng tôi có thể sẽ mất đi cơ hội tương ứng. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ bị nhốt ở trong thành phố, không thể nào đến được khu tị nạn ngoài phế tích. Thiền sư, không biết anh có thể đi cùng chúng tôi trở về một chuyến, xử lý chuyện này không? Nếu thực sự không được, anh phái mấy chú tiểu chạy đi một chuyến cũng được, tôi sẽ đưa chìa khóa và địa chỉ cho anh. Thiện Na già liếc nhìn ngôi miếu ngày càng gần, nói bằng giọng bình thản, được, các cô đưa địa chỉ và chìa khóa cho tôi. Tương Bạch Miên nghe vậy chợt nảy ra linh cảm, lập tức gật đầu nói, cảm ơn thiền sư. Đúng rồi, thiền sư, hôm nay chúng tôi ra ngoài là để cứu một người bạn,
anh ta đang ở trong nhà của kẻ thù, không tìm được cơ hội trốn ra. Thiền sư, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, anh cũng không thể nhẫn tâm để người ấy mất đi tính mạng chỉ vì lời tiên đoán của mình đúng chứ? Hay là như này, anh đi cùng chúng tôi đến nơi anh ta bị nhốt, đứng xem chúng tôi hành động, đề phòng chúng tôi chạy, trốn, yên tâm, chúng tôi cũng không thích động tay chân, có thể sử dụng lời lẽ để giải quyết thì chắc chắn sẽ dùng, không gây ra bạo động. Nếu anh thực sự lo lắng, có thể tự mình đi cứu người giúp chúng tôi không có ý kiến, thậm chí còn vô cùng biết ơn. Nghe thấy tổ trưởng nói những lời này, trong đầu Long Duyệt Hồng chợt hiện lên ba chữ, lưỡi không xương. Đổi thành người khác, Long Duyệt Hồng cảm thấy lời lẽ của tổ trưởng chắc chắn chẳng có tác dụng gì, nhưng nhìn từ các biểu hiện vừa rồi, Thiện Na Già quả thật có thể là một tăng nhân từ bi hỷ xả. Thiện Na Già mặc áo dài màu xám cho, dừng chiếc xe mô tô màu đen lại, quay người đi xuống, nhìn chiếc xe Việt Dã màu xanh lục đằng sau. Bạch Thần cũng phanh xe lại. Tương Bạch Miên thản nhiên đón nhận cái nhìn của Thiện Na Già, bởi vì cô thực sự không muốn dựa vào việc tiếp ứng Garibaldi để chạy trốn. Vài giây sau, Thiện Na Già dựng tay trái lên, Nam Mô A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Bần Tăng sẽ đi cùng các cô một chuyến. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 643, vụ tai nạn. Nghe thấy câu trả lời của Thiện Na Già, Long Duyệt Hồng, Bạch Thần lập tức mừng rỡ, ngay cả Tương Bạch Miên cũng có tâm trạng tương tự. Thực ra cô cũng không chắc lắm đối phương sẽ đồng ý, chỉ là dựa vào cảm giác nào đó, đưa ra lời nhờ vả. Mà cảm giác này đến từ chính ký ức cùng hành động và lời nói của Thiện Na Già mà cô quan sát được. Cảm ơn anh thiền sư. Thương Kiến Diệu giơ tay ra ngoài cửa sổ, vẫy hai cái với vẻ mặt thành khẩn. Thiện Na Già nói với vẻ mặt không thay đổi, các vị thí chủ xin hãy dẫn đường. Hắn cho chiếc xe mô tô màu đen quay một vòng, một lần nữa ngồi lên yên, vặn tay ga. Bạch Thần đến gần con ngõ bên cạnh, thành thạo cho chiếc xe rẽ vào, lái về phía nhà lão ca khu Hồng Cự Lang. Tương Bạch Miên trầm ngâm một chút, ngồi trên ghế phó lại, lẩm bẩm như tự nói, thiền sư, kẻ thù của người bạn chúng tôi có chút bối cảnh, cất giấu rất nhiều bí mật. Tùy tiện đến nhà, tôi sợ gặp phải người không nên gặp, đụng phải chuyện không nên đụng, đến lúc đó, cho dù anh có khuyên can, cũng chưa chắc đã được việc tốt. Chúng tôi đi về phía khu Kim Bình Quả trước, là vì đến thăm một vị quý tộc, anh ta là khách của người kia, bình thường hay tham gia một vài cuộc tụ hội bí mật, có khả năng biết chút gì đó. Tìm hiểu tình huống đại khái từ chỗ anh ta xong, tiếp theo sẽ biết nên đề phòng chuyện gì, lựa chọn thời gian nào, áp dụng hành động gì. Thiện Na Già đi xe mô tô ở bên cạnh, cho giọng nói trực tiếp vang lên trong đầu đám người Tương Bạch Miên. Các cô cứ làm việc theo sự sắp xếp của mình là được, nếu như có gì không đúng, tôi sẽ ngăn cả các cô. Vâng thưa thiền sư, Tương Bạch Miên thở phào một hơi. Lúc này Thương Kiến Diệu nói với vẻ mặt nghiêm nghị, thiền sư, tôi thấy anh là người từ bi hỷ xả. Sao không nghĩ cách giải quyết vấn đề nô lệ, hoàn cảnh nhà xưởng và lao động cường độ cao ở thành phố Ban Sơ? Vì sao không thử dẫn dắt công dân tầng lớp thấp nhất của thành phố Ban Sơ, dân du cư ngoại lai, giúp họ đối thoại với các quý tộc, nhận được quyền lợi và tài nguyên sản xuất nhiều hơn, cùng tạo nên một thế giới mới thực sự tốt đẹp? Đừng nói nữa. Tương Bạch Miên bất lực, thầm hô lên một câu trong lòng. Cô không rõ quan niệm của giáo phái ý thức Thạch Anh và điều mà Thiện Na Già theo đuổi, nếu như đối phương tự xưng là từ bi hỷ xả, phổ độ chúng sinh, mấy vấn đề của Thương Kiến Diệu chẳng khác nào tát thẳng vào mặt đối phương, phát nọ nối tiếp phát kia. Nếu thiếu chút kiềm chế, chưa biết chừng đối phương còn thẹn quá hóa giận ngay tại trận, khiến tổ điều tra cũ sống không bằng chết. Nếu kiềm chế tốt hơn một chút, huyệt thái dương có lẽ cũng sẽ phải nảy lên bình bịch. Hơn nữa, cái giá phải trả của lĩnh vực bồ đề có xác suất nhất định là khiếm khuyết về mặt tinh thần. Lúc Tương Bạch Miên lo lắng, Long Duyệt Hồng cũng run sợ, hắn thấy bàn tay đang nắm vô lăng của Bạch Thần cũng hiện lên gân xanh. Làm sao này lại nói chuyện mà không nhìn trường hợp thế? Muốn chết à? Tuy thầm thét gào là thế, nhưng Long Duyệt Hồng cũng không tức giận. Hắn biết Thương Kiến Diệu không cố ý, chỉ là không khống chế được bản thân. Nếu như không chế được, thì sẽ không gọi là cái giá phải trả. Lần này, Thiện Na Già im lặng rất lâu, đến mức ngoại trừ Thương Kiến Diệu, ba thành viên khác của tổ điều tra cũ đều bắt đầu lo lắng có cần phải đập nồi dìm thuyền, nổi loạn gây rối không. Cuối cùng,
Hắn thở ra một hơi thật dài, đánh không lại. Câu trả lời này quả thực khiến Tương Bạch Miên, Long Duyệt Hồng và Bạch Thần đều há miệng ra nhưng không biết phải đáp lại thế nào. Trước khi Thương Kiến Diệu cố gắng lên tiếng, Thiện Na Già lại bổ sung, hơn nữa, trọng điểm của giáo phái ý thức Thạch Anh của chúng tôi vẫn là tu hành ý thức và rèn luyện tinh thần. Tư duy chỉ là chiếu theo giác ngộ và nhận thức của bản thân sau đó trở thành bản tính. Không phải mỗi một vị tăng lữ đều sẽ như vậy, có điều những tăng lữ này cũng sẽ không quan tâm những chuyện không đâu, không tới chặn đường các thí chủ. Nam Mô A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tuổi tác của bần tăng cũng không còn nhỏ nữa, đã gặp rất nhiều chuyện, cho rằng trật tự có tệ đến đâu, cũng còn hơn là không có trật tự. Trước khi chưa nắm chắc có thể xây dựng một hệ thống vận hành hữu hiệu, tốt nhất là không nên dùng tính mạng của con người để thực hiện dã tâm của mình. Đối với các quý tộc mà nói thì đúng là như thế, nhưng đối với công dân tầng lớp thấp nhất và dân du cư hoang dã mà nói, phản kháng chỉ vì không thể sống nổi nữa. Thương Kiến Diệu trả lời một câu, rất có tinh thần tranh luận. Thiện Na Già lại một lần nữa rơi vào im lặng. Tương Bạch Miên hắng giọng, cố ý chuyển đề tài, thiền sư, một trong giới luật của giáo phái ý thức Thạch Anh các anh là không được nói dối đúng không? Đúng vậy, người xuất gia sẽ không nói dối. Thiện Na Già trả lời thành thật, nhưng cũng có thể lựa chọn không trả lời. Hắn đi xe mô tô màu đen, người hơi nghiêng về phía trước, áo dài bay trong gió, ngoại trừ cái đầu chọc lốc và tràng hạt trong tay thì không có gì không đúng. Vài giây sau, Thiện Na Già lên tiếng nói, dường như các anh cũng có nhận thức nhất định về chúng sinh cực khổ ở đất xám. Thương Kiến Diệu đáp lại không chút do dự, tất cả những gì chúng tôi làm là để cứu vớt toàn bộ nhân loại. Thiện Na Già nhất thời không đáp lại, dường như đang muốn nghe nội tâm của Thương Kiến Diệu, xem suy nghĩ và lời nói của anh có thống nhất không. Qua một hồi, Thiện Na Già nói bằng giọng hơi cảm thán, thí chủ có chí nguyện lớn lao như vậy, rất đáng quý, lúc còn trẻ bần tăng cũng không dám nghĩ như thế, hiện giờ càng thêm bảo thủ. Anh là đang khen Thương Kiến Diệu có tấm lòng son, hay là châm chọc anh ta mơ tưởng viển vông, không thực tế. Tương Bạch Miên không nhịn được, thầm lầm bầm một câu. Về phần Thiện Na Già có nghe thấy những suy nghĩ này không, cô cũng không biết. Thiện Na Già tiếp tục nói với Thương Kiến Diệu, những gì anh nói đều là suy nghĩ thật sự, nội tâm trong sáng, ý chí kiên định, có hào quang tự chiếu. Đáng tiếc, chấp niệm cũng là cuồng vọng, không thể nhìn rõ điểm này, cuối cùng cũng không thể nhìn thấy ý thức như Thạch Anh. Nếu thí chủ có hứng thú với Như Lai chính đạo, bần tăng nguyện làm người dẫn đường cho anh. Mẹ kiếp! Long Duyệt Hồng không ngờ Thương Kiến Diệu còn được Thiện Na Già tán thưởng. Người bình thường không phải đều cười khẩy hoặc cho rằng những lời này của anh ta là nói đùa sao. Cân nhắc đến chuyện người thức tỉnh lĩnh vực bồ đề rất có khả năng cũng xảy ra vấn đề về phương diện tinh thần, đây là sự tán thưởng lẫn nhau giữa những người bị bệnh tâm thần sao. Long Duyệt Hồng vừa hiện lên mấy suy nghĩ như thế, chỉ hận không thể lấy ra một cái búa, tự đánh mất mình, như thế sẽ bị nghe thấy. Dưới sự bao trùm của đọc tâm đối phương, người có nội tâm hoạt động phong phú hơn dùng lời lẽ như hắn luôn bị giới hạn cảm thụ. Thiền sư, tiệc thánh của giáo phái ý thức Thạch Anh của các anh là gì? Tương Bạch Miên thầm lẩm bẩm một câu trong lòng. Thiền sư, tiệc thánh của giáo phái ý thức Thạch Anh của các anh là gì? Thương Kiến Diệu lên tiếng hỏi với vẻ khá hứng thú. Bạch Thần mấp máy môi, dường như đang cố gắng nhịn cười. Hình như cô cũng đoán được Thương Kiến Diệu sẽ hỏi như thế. Thiện Na Già thành thật trả lời, chúng tôi không có tiệc thánh, chỉ có thánh vật là bồ đề và tháp. Về phần đồ ăn, chúng tôi kỵ các đồ cay chua kích thích, những thứ khác không hạn chế, chỉ là không thể ăn con mồi tự tay giết chết. Lẩu và nướng cũng coi là chua cay kích thích đi, ít nhất phần lớn là thế. Long Duyệt Hồng suy nghĩ giới luật như thế sẽ hạn chế những thứ gì. Thương Kiến Diệu thở dài, nói với vẻ mặt buồn thương, thiền sư, có lẽ tôi và bồ đề vô duyên rồi. Thiện Na Già không ép buộc, lái xe mô tô, tiếp tục theo tổ điều tra cũ đi về khu Kim Bình Quả. Một căn biệt thự thuộc về một gia tộc, ở rìa khu Kim Bình Quả. Tổ điều tra cũ và Thiện Na Già ở một nơi khá xa quan sát khu vực này, mục tiêu đã định Phelps đi ra. Vị hậu duệ quý tộc tối qua tham dự buổi tụ hội bí mật ở nhà lão ca này, sáng nay chắc là không dậy nổi khỏi giường, cho nên tổ điều tra cũ mới lựa chọn buổi chiều đến đây. Đợi một hồi, rốt cuộc họ đã nhìn thấy mục tiêu thông qua kính viễn vọng. Phelps có tóc đen mắt xanh, cơ mặt hơi sệ xuống, vừa ra khỏi cửa chính của căn nhà, lên ô tô, vừa che miệng ngáp một cái. Hai vệ sĩ của hắn một trước một sau bước lên xe, bảo vệ hắn ở vị trí an toàn.
Chiếc xe chuyển động, men theo con đường trong vườn ra khỏi cổng chính có hàng rào sắt. Bạch Thần từ xa thấy thế, đạp chân ga, cách cự ly khá xa đi theo Fels. Mắt thấy sắp đến khu Hồng Cự Lang, Bạch Thần tăng nhanh tốc độ, không mất bao lâu đã đuổi kịp mục tiêu, sau đó trực tiếp vượt lên trên. Tài xế của Fels vốn không cảm thấy gì, chỉ khá cảnh giác đối phương có đột nhiên rẽ ngang, chắn trước đường hay không. Nhưng đột nhiên, anh ta cảm thấy khó chịu. Chiếc xe kia lại dám vượt lên mình. Xem ta vượt lại đây này. Tài xế đạp mạnh chân ra. Trong tiếng ủỳnh, chiếc xe phía trước vừa vặn chuẩn bị rẽ ngang. Dầm. Chiếc xe của Fels tông thẳng vào chiếc xe đi mượn của tổ điều tra cũ. May mắn là dù sao lái xe cũng được huấn luyện, kịp thời đạp phanh, khiến tai nạn không trở nên nghiêm trọng. Trong lúc va chạm, cho dù Long Duyệt Hồng đã thắt dây an toàn, vẫn bị choáng váng đầu óc, suýt nữa bị thương. Ngược lại Thương Kiến Diệu ở gần vị trí va chạm, với tố chất cơ thể xuất chúng, anh không hề bị ảnh hưởng gì, lập tức đẩy cửa xe ra, nhảy xuống. Anh liếc mắt nhìn vết lõm ở phía đuôi xe, lại nhìn về phía chiếc xe của Fels, lớn tiếng hét lên, lái xe kiểu gì thế? Là quý tộc, Fels đương nhiên sẽ không nói đều là lỗi của tài xế nhà tôi, chỉ nháy mắt với vệ sĩ ở bên cạnh. Vệ sĩ kia lập tức nhảy xuống, xốc áo lên để lộ ra khẩu súng lục ở bên hông. Thương Kiến Diệu lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hô lên về phía Fels ở trong xe, anh xem. Xe của anh bị hỏng, xe của tôi cũng bị hỏng. Anh có bạn bè, tôi cũng có bạn bè. Cho nên, lời nói của anh giống như một người bị hoảng sợ, tỏ ra vừa quật cường vừa hoảng loạn. Vẻ mặt Fels chợt thay đổi, hắn nói với vệ sĩ, bỏ đi, người quen. Tuy vệ sĩ kia đã theo Fels nhiều năm, nhưng dù sao cũng không lớn lên từ nhỏ với đối phương, hơn nữa còn bị thằng Hề suy luận ảnh hưởng cho nên không hoài nghi gì về chuyện này. Nhìn thấy Fels, Thương Kiến Diệu trách móc, tài xế của anh quá lỗ mãng rồi. Thôi bỏ đi, với quan hệ của chúng ta không cần thiết tính toán chuyện này. Fels thỏa mãn gật đầu, không thành vấn đề. Lúc này, Thương Kiến Diệu liếc nhìn xung quanh, cố ý hạ thấp giọng, đêm qua tôi thấy anh hình như đến phố Masga. Anh còn chưa nói ra lập trường của mình, cũng không hỏi tụ hội gì, chỉ là vô ý nói ra một câu như thế. Fels chợt cảnh giác, nhìn quanh một vòng, nói bằng giọng rất nhỏ, một buổi tiệc cuồng hoan, lấy lòng cả độc dược. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 644, Giác quan thứ 6. Lấy lòng cả độc dược, Long Duyệt Hồng cũng xuống xe, giả vờ giúp Thương Kiến Diệu, nghe vậy thì càng hoảng sợ, nhưng lại có cảm giác đây là chuyện hợp tình hợp lý. Lúc trước tổ điều tra cũ cũng đã biết, có khá nhiều quý tộc trong thành phố Ban Sơ âm thầm tín ngưỡng cả độc dược, là người của giáo phái Dục Vọng Chí Thánh. Câu trả lời của Fels, buổi tụ hội bí mật ở nhà lão ca chỉ một lần nữa kiểm chứng điều này. Long Duyệt Hồng bất giác quay đầu lại, liếc nhìn tổ trưởng và Bạch Thần, phát hiện vẻ mặt họ đều không thay đổi gì. Cũng phải, khoảng cách này, âm lượng này, họ lại ngồi trong xe, chắc chắn không nghe thấy. Hơn nữa thính lực của tổ trưởng cũng không tốt. Long Duyệt Hồng như có điều hiểu ra, đồng thời đưa ánh mắt về nơi xa hơn một chút. Cuối ngã tư đường, tăng lữ mặc áo dài màu xám cho đi chiếc xe mô tô màu đen đang đứng đó, vẻ mặt dường như nghiêm trọng hơn chút. Dục vọng có linh không? Thương Kiến Diệu tỏ vẻ như hiểu ra, mỉm cười dùng một câu giáo lý của giáo phái Dục Vọng Chí Thánh hỏi lại. Fels dường như tìm được người cùng tín ngưỡng, để lộ nụ cười mờ ám, khẽ ấn vào chỗ háng mình, giữa người và người không có khoảng cách. Sao rồi? Đêm qua chơi vui vẻ chứ? Sau khi xác nhận đối phương là tín đồ giáo phái Dục Vọng Chí Thánh, Thương Kiến Diệu tò mò hỏi. Fels đáp lại, rất tuyệt, mỗi người đều đang sôi sục dục vọng của mình, bỏ xuống tất cả ngăn cách, mở ra cánh cửa lớn nối với tâm linh của bản thân. Trải nghiệm này không thể dùng từ ngữ để miêu tả, hơn nữa được sự giúp sức của các loại tiệc thánh, dầu thánh, thuốc thánh và nghi thức, khiến tôi thức tỉnh hết lần này đến lần khác, vượt qua hết lần này đến lần khác. Nói đến đây, hắn ngáp một cái, chỉ là ngày hôm sau mệt chết đi được, có lẽ trong vòng một tuần không muốn làm những chuyện tương tự nữa. Nhưng phần cuối của buổi tiệc, khi dục vọng được thiêu đốt hoàn toàn, cơ thể cực kỳ uể oải, tâm linh sẽ yên bình, không còn bất cứ phiền não nào, thực sự cảm nhận được linh tính vượt qua hết thảy. Đây là cả độc dược. Nói xong câu cuối cùng, Fels thành
Kính vỗ vào háng mình, nói mấy chuyện buông thả mà thoát tục trong sạch như thế. Long Duyệt Hồng suýt thì ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Lần này tiệc thánh là gì? Thương Kiến Diệu hăng hái gặng hỏi. Vẻ mặt Phelps lập tức trở nên sinh động, còn có thể là gì nữa? Ma túy, còn có sản phẩm tổng hợp tương tự. Thương Kiến Diệu gật đầu, thành khẩn nói, tôi cảm thấy không đến mấy năm nữa, toàn bộ các anh sẽ đi gặp cả độc dược. Cầu mong dục vọng của anh cũng được thỏa mãn. Phelps cảm thấy lời chúc phúc của Thương Kiến Diệu vô cùng êm tai, tươi cười đáp lại một câu. Lại hàn huyên thêm một hồi, Thương Kiến Diệu và Phelps giao hẹn xe nhà mình tự sửa, sau đó vẫy tay tạm biệt. Quay trở lại chiếc xe đã thuê, Bạch Thần đạp chân ga, Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng tôi một câu, anh một câu thuật lại ngắn gọn cuộc nói chuyện vừa rồi. Trong quá trình này, Thương Kiến Diệu cố gắng để Long Duyệt Hồng sắm vai Phelps, nhưng Long Duyệt Hồng cảm thấy việc vỗ lên háng vô cùng xấu hổ, cho nên từ chối đề nghị của anh. Tương Bạch Miên yên lặng nghe xong, cảm khái một câu, đúng là buổi tụ hội cuồng hoan của giáo phái dục vọng trí thánh. Xem ra lão ca là một trong những điểm liên hệ giữa họ và giai cấp quý tộc. Nhưng không phải là toàn bộ. Bạch Thần dùng một giọng điệu khá chắc chắn để bổ sung. Tương Bạch Miên nhìn cô một cái, chuyển ánh mắt đi, nói như có điều suy nghĩ, nếu lão ca là người của giáo phái dục vọng trí thánh, vậy thì việc Garibaldi cầu cứu có chút kỳ lạ. Trong lúc gấp gáp anh ta quên mang theo máy thu phát vô tuyến điện là chuyện rất bình thường, nhưng sau khi vào nhà lão ca, nhiều ngày như vậy mà không bị phát hiện thì có phải may mắn quá không? Bình thường nhà lão ca hay cử hành loại tiệc cuồng hoan này, bên trong không thiếu người thức tỉnh của giáo phái dục vọng trí thánh, chỉ cần họ đạt đến tiêu chuẩn biển khởi nguồn. Là không khó cảm ứng được trong phòng có ẩn náu một ý thức nhân loại, Garibaldi lại không phải là người thức tỉnh, không thể nào tự mình che giấu. Cho dù người thức tỉnh trầm mê vào dục vọng, thiếu đi sự cảnh giác xung quanh, bình thường họ lui tới nhà lão ca cũng vẫn có thể phát hiện ra. Trừ phi vì bảo mật, ngoài tiệc cuồng hoan, người của dục vọng trí thánh sẽ không chủ động đến gặp lão ca. Bạch Thần lái xe, lắc đầu nói, nhìn không giống lắm. Tham gia buổi tiệc cuồng hoan có rất nhiều quý tộc là người bình thường, cùng lắm là làm thay đổi gen, khả năng giữ bí mật tương đối thấp. Đúng vậy, tuy bọn họ đã kéo kín rèm cửa sổ, nhưng bản thân buổi tụ hội cũng rất rõ ràng. Người ở quảng trường xung quanh hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ phát giác ra, chỉ là không biết cụ thể là buổi tụ hội gì, việc này rất dễ khiến người khác nghi ngờ. Long Duyệt Hồng phụ họa, Thương Kiến Diệu cũng cười nói, không có lý nào chúng ta chỉ cần một ngày đã dễ dàng điều tra ra chân tướng mà người khác mất nhiều năm cũng không phát hiện ra. Đối với người chú ý đến lão ca mà nói, đây có lẽ là bí mật bán công khai. Tương Bạch Miên khẽ gật đầu, cho nên, việc Garibaldi cầu cứu có phải là cái bẫy không? Bạch Thần, Long Duyệt Hồng không trả lời cô, bởi vì đây là chuyện có khả năng nhưng không nhất định. Thương Kiến Diệu lại nói với vẻ thành thật, không biết họ chuẩn bị cái bẫy có mức độ thế nào. Tương Bạch Miên vốn định thảo luận sâu về đề tài này, làm phân tích tường tận, nhưng cảm thấy có thể sẽ bại lộ một ít bí mật của tiểu đội, cho nên bỏ qua suy nghĩ này. Dù sao cô cũng không thể xác định lúc này Thiện Na già có đang dùng đọc tâm đối phương để nghe lén không. Cô nhìn vào khoảng không trước mắt, dùng âm lượng bình thường nói, thiền sư, việc này liên quan đến giáo phái dục vọng trí thánh. Còn phức tạp và khó khăn hơn chúng tôi tưởng tượng, không biết anh có ý kiến gì không, để chúng tôi quay về ngôi miếu trước. Sau đó cân nhắc cách cứu người, hay là bằng lòng xem chúng tôi thử một vài cách, tìm ra cơ hội, cũng kiểm soát được quy mô xung đột. Tương Bạch Miên không rõ quan hệ giữa giáo phái ý thức Thạch Anh và dục vọng trí thánh như thế nào, nhưng nhìn từ việc một bên ngoài sáng. Có thể xây dựng chùa miếu, công khai truyền giáo, một bên chỉ có thể lén lút ảnh hưởng đến một bộ phận quý tộc, chúng hẳn là không cùng một chiến tuyến. Qua hơn 10 giây, giọng của Thiện Na già vang lên trong lòng mấy thành viên tổ điều tra cũ, có thể xem trước một chút. Được, Tương Bạch Miên không che giấu sự mừng rỡ của mình. Xem ra, giáo phái ý thức Thạch Anh không thích giáo phái dục vọng trí thánh lắm. Bạch Thần thở hắt ra, cho chiếc xe rẽ về khu Hồng Cự Lang. Họ không đi sửa xe trước, mà đi thẳng về phố Masga, đỗ ở đối diện cửa nhà lão ca. Tương Bạch Miên cân nhắc một chút, hỏi dò, thiền sư, anh cảm thấy lần này chúng tôi hành động có gặp nguy hiểm không? Cô nhớ Thiện Na già có năng lực nào đó là tiên đoán. Lần này, qua gần một phút Thiện Na già mới trả lời, lâu đến mức mấy thành viên của tổ điều tra cũ đều cho rằng đối phương vừa vặn thu lại đọc tâm đối phương, không nghe thấy câu hỏi này. Thiện Na già bình thản nói,
có thể nghiêm ngặt thực hiện theo phương án đã định, sẽ không xảy ra chuyện bất trắc gì. Lời tiên đoán này có chút ba phải. Bất trắc, cái gì gọi là bất trắc? Tương Bạch Miên thầm lẩm bẩm. Thấy Thiện Na già không định giải thích thêm, cô nghiêng người sang, gật đầu nói với Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng, hành động theo kế hoạch. Bước đầu của kế hoạch là đợi và quan sát. Sau khi xác nhận số lượng người trong nhà không nhiều, có lẽ Lão Ca và phần lớn Tâm Phúc, tùy tùng. Vệ sĩ của ông ta đã ra ngoài làm việc, Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng đổi một bộ quần áo màu xám cho vào quần vải bố. Trên ngực bộ quần so này viết một từ tiếng Hồng Hà, công ty sửa chữa điện lực thành phố Ban Sơ. Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng xuống xe, đi đến nơi đã định sẵn, cắt đứt một sợi dây điện. Nhà Lão Ca nhất thời bị cắt điện. Qua mấy phút, Thương Kiến Diệu dẫn theo Long Duyệt Hồng, gõ cửa nhà Lão Ca. Tương Bạch Miên, Bạch Thần cũng xuống xe, đi tới. Cửa chính nhà Lão Ca nhanh chóng được mở ra, quản gia mặc âu phục, thái dương hoa râm hỏi người đến với vẻ nghi ngờ, các anh là. Thương Kiến Diệu đã ngụy trang, lúc này đáp lại, việc này không phải rất rõ ràng sao. Ông xem, quảng trường xuất hiện sự cố điện lực. Chúng tôi đang mặc quần áo của công ty sửa chữa điện lực, cho nên. Quản gia Lão Ca như ngộ ra, là sự cố ở chỗ chúng tôi à. Thảo nào đột nhiên bị cúp điện. Ông ta không nghi ngờ nữa, tránh đường để cho đám người Thương Kiến Diệu tùy ý đi vào. Tương Bạch Miên, Bạch Thần cũng đã mặc đồng phục của công ty sửa chữa điện lực. Nhóm bốn người của tổ điều tra cũ không dừng lại, đi thẳng lên tầng 2, đến phòng khách ở trong góc mà Garibaldi đang ở. Còn chưa đến gần, Tương Bạch Miên đã đi chậm lại, nghiêng đầu nhìn về phía Thương Kiến Diệu. Thương Kiến Diệu gật đầu, có hai ý thức nhân loại. Lúc trước họ không rõ bố cục của tòa nhà, lúc ở tầng 1, không thể chắc chắn căn phòng nào là mục tiêu, trong những phòng khác cũng có sự tồn tại của con người. Hơn nữa, hai ý thức nhân loại cũng không mâu thuẫn với việc Garibaldi trốn ở bên trong, có lẽ chỉ là một người hầu đang quét dọn, nhưng không phát hiện ra người trốn. Ngay sau đó, Thương Kiến Diệu lại bồi thêm một câu, lúc trước hẳn là có ba. Bốn thành viên của tổ điều tra cũ nhìn lẫn nhau, ỷ vào có Thiện Na già canh giữ, bước nhanh hơn tới trước phòng khách ở trong góc. Tương Bạch Miên giơ tay vặn nắm đấm cửa, đẩy cửa phòng ra, Long Duyệt Hồng, Bạch Thần và Thương Kiến Diệu lại tản ra, chuẩn bị đối phó với tập kích. Trong căn phòng có hai người, một người đàn ông tóc đen nằm trên giường, tướng mạo coi như thanh tú, nhưng vẻ mặt có chút tiều tụy, lúc này, hắn đang nhắm chặt hai mắt, không biết là ngủ hay hôn mê. Hắn chính là Garibaldi mà tổ điều tra cũ phải tiếp ứng. Một người đàn ông khác ngồi trên sofa, đôi mắt màu xanh đậm, nếp nhăn trên miệng rõ ràng, tóc được chải gọn gàng ra sau, có vài sợi bạc, chính là Lão Ca Corenza. Bên cạnh Lão Ca, có thể nhìn thấy cửa sổ ngõ sau đã hoàn toàn mở ra. Thương Kiến Diệu thấy thế, tò mò hỏi, mai phục đâu? Vẻ mặt Lão Ca vừa đờ đẫn vừa phức tạp, im lặng vài giây rồi nói, nhảy cửa sổ chạy rồi. Việc này, Long Duyệt Hồng vừa mờ mịt vừa buồn cười, Lão Ca bổ sung, một trong những năng lực của cô ta là giác quan thứ 6. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 645, số mệnh. Giác quan thứ 6, linh cảm được nguy hiểm nên nhảy qua cửa sổ chạy rồi. Mà nguy hiểm này là do Thiện Na già đi theo bọn mình. Tương Bạch Miên lập tức hiểu ra, không thể không nói, người thức tỉnh chủ trì mai phục kia thật sự là quyết đoán vô cùng, khiến Lão Ca ở trong căn phòng cho đến giờ vẫn không kịp phản ứng. Tương Bạch Miên cũng bởi vậy mà hiểu ra ý tứ thật sự trong lời tiên đoán vừa rồi của Thiện Na già. Cái gọi là không có gì bất trắc, không gặp nguy hiểm kia, điều kiện tiên quyết là có một vị cường giả như thế đi theo. Bất kể hắn có giúp tổ điều tra cũ không, hay chỉ sự tồn tại của chính hắn cũng có thể dọa chạy kẻ địch nắm giữ giác quan thứ 6. Mà người mai phục của giáo phái Dục Vọng Chí Thánh kia nếu không có giác quan thứ 6, bất kể Thiện Na già có ở đây hay không, đều sẽ gây ra xung đột. Lúc này, Thương Kiến Diệu nghiêm túc hỏi Lão Ca, cho nên đây đúng là một cái bẫy. Vẻ mặt Lão Ca Corenza dần trở lại bình thường, nói với ý cười nhạo, hắn trốn vào nhà tôi. Đúng là tôi không ngờ tới, nếu như trên thế giới này đều là người bình thường, có lẽ hắn cứ thế mà qua mắt được. Không may là, sự thực không phải như vậy, hắn chỉ có thể chịu đựng cơn giận của tôi, sau đó nói ra tất cả dưới sự theo dõi của cả độc dược. Nói cách khác,
Garibaldi bên này đã sớm bị bại lộ, sau đó người sau đó cầu cứu công ty chính là lão ca nắm giữ bản mật mã và giáo phái dục vọng trí thánh đằng sau ông ta. Cũng may, mật mã mà bọn mình dùng để liên lạc với công ty không giống với mật mã của hệ thống tình báo. Công ty cũng đã sớm sắp xếp xong các nhân viên tình báo khác. Tương Bạch Miên nhìn lão ca, nghi ngờ hỏi, các ông thiết lập một cái bẫy như vậy để làm gì? Cô cho rằng lão ca và giáo phái dục vọng trí thánh không phải nhắm vào tiểu đội của mình, bởi vì lúc Garibaldi bị phát hiện, khai ra toàn bộ tình hình, tổ điều tra cũ đã ra khỏi thành phố rồi. Khi đó, bản thân họ còn không biết có trở về thành phố Ban Sơ hay không. Để làm gì? Lão ca lặp lại câu hỏi này. Ông ta cười nói, bắt được một, đương nhiên là muốn bắt ra cả chuỗi. Đương nhiên, chúng ta không phải là người giữ gìn trật tự của thành phố Ban Sơ, làm như vậy là để xem có thể đạt được giao dịch gì. Mà nếu muốn giao dịch, lợi thế càng nhiều, thu hoạch càng tốt. Muốn lợi dụng lực lượng của công ty trong lúc thành phố Ban Sơ hỗn loạn. Tương Bạch Miên khẽ đảo mắt, nhìn lão ca, khẽ cười một tiếng, tôi còn tưởng rằng các ông với quý tộc thành phố Ban Sơ tuy hai mà một, tạo thành một thể chung lợi ích. Quý tộc chưa bao giờ là khối bền chắc. Đối diện với kẻ địch dọa chạy cường giả của giáo phái, lão ca vẫn giữ được sự bình tĩnh cơ bản nhất, thậm chí có thể nói, phần lớn căn nguyên của cuộc hỗn loạn đến từ chính mâu thuẫn của bọn họ. Bốp bốp bốp, Thương Kiến Diệu vỗ tay. Điều này khiến lão ca không hiểu, càng thêm mờ mịt. Thương Kiến Diệu đã cướp lời trước Tương Bạch Miên, hỏi ra vấn đề mình tò mò nhất, vì sao ông và anh ta trở thành kẻ thù. Anh chỉ vào Garibaldi trên giường. Lão ca liếc nhìn Garibaldi, thở dài nói, tôi là tín đồ của cả độc dược, chỉ tin tưởng dục vọng có linh, cho rằng tất cả tình cảm chỉ có thể nhận được thăng hoa, được kéo dài trong dục vọng. Nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn đắm chìm vào bể dục vọng, cố gắng tìm thấy tất cả linh tính siêu việt. Sau đó, tôi gặp cô ấy. Đột nhiên phát hiện ra, tình cảm không cường điệu hóa dục vọng dường như cũng có sức hút của mình, không cần phải lăn lộn ở trên giường. Chỉ nói chuyện về văn học thế giới cũ, tâm sự về những dị giáo nắm giữ thói quen kỳ quặc cũng có thể khiến nội tâm của tôi được bình tĩnh. Nói đến đây, lão ca bật cười, cười đến run cả người. Kết quả, cô ấy bị tên này quyến rũ, trao đổi tâm linh đúng là vẫn thua dục vọng, thua bởi khát vọng đối với bên ngoài, đối với vui sướng. Với tôi mà nói, đúng là một chuyện vô cùng trào phúng. Lão ca thuận thế đứng dậy, vỗ vào háng mình, vô cùng thành kính nói, cả độc dược ở trong lòng ta và anh. Qua chuyện này, tôi mới hiểu giáo huấn của chấp tuế vô cùng chính xác. Lúc trước tôi lung lay khỏi chính đạo, nhận được kết cục như vậy là do số mệnh đã định trước. Lão ca nhìn quanh một vòng, cười như tự diễu. Ông ta dường như đã thoát ra, không còn bị chuyện kia ảnh hưởng nữa. Nhưng Bạch Thần lờ mờ nhận thấy ông ta vẫn còn chút lưu ý. Mà Long Duyệt Hồng nghe vậy thì cảm khái về cảm giác số mệnh này. Chính vì không có kinh nghiệm, cảm thấy lão ca chỉ là bình thường quen ăn thịt cá, đột nhiên được nếm cháo trắng, cảm thấy có mùi vị khác. Sở dĩ ông ta vẫn chưa buông bỏ được là vì trước khi ông ta ăn ngán loại đồ ăn này. Cháo trắng được người ta chế biến thành cháo trứng muối thịt nạc ăn kèm cá muối, khiến mỹ vị trong lòng ông ta bị ô uế. Còn rất có cảm giác chuyện ngôn tình trong tư liệu giải trí của thế giới cũ. Long Duyệt Hồng thầm nói trong lòng, những lời này hắn hoàn toàn không sợ bị Thiện Na Già nghe thấy. Nếu có thể bởi vậy mà khiến hòa thượng kia đắm chìm vào tư liệu giải trí của thế giới cũ, thì coi như hắn đã lập được đại công cho tiểu đội của mình. Thì ra câu chuyện là như thế, Thương Kiến Diệu nói với chút tiếc nuối. Dường như anh cảm thấy nó không phức tạp, đặc sắc như mình nghĩ. Tương Bạch Miên khẽ gật đầu, liếc nhìn Garibaldi không biết đang ngủ say hay đã hôn mê nhưng vẫn có dấu hiệu sinh tồn ổn định, nói với lão ca, cho nên ông phái người bắt chết anh ta. Bây giờ, lại làm gì anh ta rồi? Lão ca chỉnh lại áo, lúc đó tôi quá giận dữ, tìm tay súng đến làm chuyện này. Hiện giờ sao? Ha ha, tôi và vị trước kia chỉ là khiến hắn trải nghiệm dục vọng thực sự là như thế nào. Trải nghiệm cảm giác linh tính vượt qua tất cả tốt đẹp đến nhường nào, tôi cảm thấy hắn nên cảm ơn tôi, để hắn nhận thức được ý nghĩa cuộc sống. Các ông ép khô anh, ta rồi. Bạch Thần cắt ngang lời lão ca, còn cho anh ta hút ma túy hoặc thứ tương tự. Đây chỉ là vật phẩm phụ trợ nghi thức thôi. Lão ca nhún vai. Ông ta cũng theo đó nhìn về phía đám người Tương Bạch Miên. Thù hận giữa tôi và hắn đã kết thúc. Các cô muốn mang hắn đi thì cứ việc. Đem những lời đáng sợ như thế nói thật thoát tục.
Long Duyệt Hồng xuyên qua hiện tượng nắm được bản chất. Được. Tương Bạch Miên ý bảo Long Duyệt Hồng đi qua khiêng Garibaldi. Lúc này, Thương Kiến Diệu lại hỏi lão ca một câu, giữa ông và cô kia, bây giờ thế nào? Vẻ mặt lão ca thay đổi vài lần, lúc đó tôi chỉ hận không thể giết chết cô ấy, nhưng lại cảm thấy như thế không đủ để trút giận, tôi muốn cô ấy phải hối hận. Nhìn thấy cô ấy phải khóc lóc sám hối với tôi, cho nên tôi chỉ lấy đi tất cả những gì của cô ấy, đợi cô ấy khổ sở ngày này qua ngày khác. Ông bao nhiêu tuổi rồi, còn ấu trĩ như thế? Long Duyệt Hồng đã được tư liệu giải trí của thế giới cũ hun đúc, không nhịn được phỉ nhổ một câu trong lòng. Nhưng hắn cảm thấy như vậy cũng tốt, ít nhất không xảy ra án mạng. Vừa nghĩ vậy, Long Duyệt Hồng vừa đỡ Garibaldi lên. Tương Bạch Miên không cho Thương Kiến Diệu hỏi thêm nữa, liếc anh một cái, ý bảo anh mau tới trợ giúp Tiểu Hồng. Còn cô thì cười nói với lão ca, đến lúc tạm biệt rồi, tôi cảm thấy ông cũng không muốn làm cho quan hệ giữa hai bên trở nên quá căng thẳng đúng chứ. Lúc nói chuyện, cô cố ý liếc nhìn cửa sổ đang mở rộng, ý là ngay cả người mai phục của các ông còn cảm thấy nguy hiểm. Mà chúng tôi lại không có ác ý với các ông, hai bên tốt nhất là không làm hại lẫn nhau. Ý tứ ẩn giấu bên trong khiến Tương Bạch Miên cảm thấy mình có chút cáo mượn oai hùng. Để bày tỏ sự thân thiện, cô cố gắng không hỏi tình huống về người mai phục lúc trước, có lẽ còn có cơ hội hợp tác. Lão ca lại vỗ háng một cái, dùng cách thức của giáo phái Dục Vọng Chí Thánh để chào hỏi. Dẫn theo Garibaldi hôn mê, bốn thành viên của tổ điều tra cũ ra khỏi nhà lão ca, quay trở lại xe của mình. Cảm ơn, thiền sư. Tương Bạch Miên nhìn phía trước, thành khẩn nói câu cảm ơn. Tôi chưa làm gì cả. Thiện Na già không biết ở nơi nào, bình thản đáp lại. Tương Bạch Miên lại nói, thiền sư, không bằng tiện đường để chúng tôi quay về mang đồ đi theo. Được, Thiện Na già không phản đối. Tổ điều tra cũ lái xe, trở về căn phòng thuê lúc trước của Hàn Vọng Hoạch, mang tất cả đồ đạc lên chiếc xe Jeep màu xanh ngọc. Sau khi để lại phí sửa chữa ở trong chiếc xe thuê kia, họ lái xe Jeep của mình, theo sau Thiện Na già đi xe mô tô màu đen. Một lần nữa đến ngôi miếu của giáo phái ý thức Thạch Anh phía cực đông khu Hồng Cự Lang. Trong quá trình này, họ hoàn toàn không tìm cơ hội chạy trốn. Thiền sư, chúng tôi không muốn bị phần lớn tăng lữ nhìn thấy. Tương Bạch Miên đưa ra ý kiến mới. Dù sao, cô cũng phải cố gắng tìm kiếm đãi ngộ tốt hơn trong tình huống bị canh giữ. Đương nhiên, cô chỉ cố gắng đưa ra yêu cầu, đối phương có thể đồng ý hay không cô cũng không nắm chắc lắm. Được, Thiện Na già không hề làm khó họ. Hắn đi mô tô, dẫn theo tổ điều tra cũ đến bên cạnh ngôi miếu, đi vào từ một cánh cửa nhỏ, men theo cầu thang chật hẹp mờ tối, đi thẳng lên tầng 6. Các cô ở nơi này 10 ngày, tôi sẽ đúng giờ đưa đồ ăn tới. Thiện Na già chỉ vào một căn phòng có cửa gỗ không sơn. Đám người Tương Bạch Miên, Thương Kiến Diệu gật đầu, đỡ Garibaldi đẩy cửa đi vào. Đây là một căn phòng rất đơn giản, đặt 3 chiếc giường không lớn không nhỏ, cạnh tường có một cái bàn dài, bên cạnh là một nhà vệ sinh. Sau khi xác nhận ý thức nhân loại đại diện cho Thiện Na già đã đi xa, Tương Bạch Miên nhìn về phía đám người Long Duyệt Hồng, nói với giọng nghiêm túc, phải mau chóng báo cáo chuyện của Garibaldi lên trên. Thiện Na già lại không cấm họ sử dụng máy thu phát vô tuyến điện. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 646, dùng bất biến ứng vạn biến. Lần này đám người Tương Bạch Miên sử dụng bản mật mã tìm được trên người Garibaldi và máy thu phát vô tuyến điện sách tay thuộc về hắn. Sau đó báo cáo chuyện Garibaldi đã được cứu ra nhưng bị bại lộ từ sớm về công ty. Trong quá trình này, tổ điều tra cũ thử thêm cả chuyện nhóm người mình bị Thiện Na già chặn lại, đưa về ngôi miếu vào trong báo cáo. Họ luôn chuẩn bị cho việc Thiện Na già sẽ lên tiếng ngăn cản, không dám chắc sẽ nhất định thành công, ai ngờ, ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tăng lữ đi ngang qua cũng không có. Họ hoàn toàn không lo lắng. Tương Bạch Miên thở dài một hơi. Cô có thể hiểu được đại khái vì sao Thiện Na già lại yên tâm như thế, bởi vì thế lực phía sau mình cho dù kịp thời nhận được tin tức. Nhưng đối diện là một tổ chức khổng lồ như giáo phái ý thức Thạch Anh, từ đặt ra phương án, tổ chức nhân thủ, đến các sự chuẩn bị trước, bắt đầu cứu viện, không mất 10 ngày thì cũng đến nửa tháng, mà xác suất cao là không thành công. Đây là việc mà giáo phái ý thức Thạch Anh không cần phải đề phòng. Mà 10 ngày sau,
tổ điều tra cũ có thể quang minh chính đại ra khỏi ngôi miếu có tên là Sĩ Khara này. Làm sao bây giờ? Long Duyệt Hồng không che giấu sự lo lắng của mình. Tuy Thiện Na già thoạt nhìn khá hiền lành, từ bi hỷ xả, nhưng điều này không chứng tỏ các tăng lữ khác của giáo phái Ý Thức Thạch Anh cũng như thế. Phải biết rằng một phần rất lớn trong số họ thuộc lĩnh vực Bồ Đề. Nói từ xác suất, chắc chắn tồn tại loại người có vấn đề về tinh thần, tổ điều tra cũ không biết như thế nào sẽ chạm phải vảy ngược của họ. Điểm này có thể đưa ra kết luận từ sự khác biệt giữa tăng lữ máy móc tịnh pháp và tịnh niệm. Thương Kiến Diệu đấm nắm tay phải vào lòng bàn tay trái, đây là một cơ hội. Hả? Không chỉ có Long Duyệt Hồng, ngay cả Tương Bạch Miên và Bạch Thần cũng có chút không hiểu. Thương Kiến Diệu cố gắng để giọng nói của mình mang theo chút cảm giác thu hút, càng nguy hiểm càng mạo hiểm. Đây chính là cơ hội để tôi dung nạp bản thân, tiến vào hành lang tâm linh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có sức đánh một trận. Không ngờ anh lại bị Ngô Mông nhập xác. Tương Bạch Miên chế nhạo một câu trong lòng, cân nhắc rồi nói, nắm chắc mấy phần, không nắm chắc lắm. Thương Kiến Diệu trả lời vô cùng thẳng thắn. Tương Bạch Miên chậm rãi thở hắt ra, không cần gấp gáp, nhìn từ tình huống hiện giờ, vẫn chưa đến mức phải đụng độ. Đại sư Thiện Na già chắc hẳn có thể trấn áp hoặc ngăn cản được các tăng lữ khác, nếu không, với tính cách và quan niệm của anh ta, sẽ không đưa chúng ta đến ngôi miếu này để canh giữ. Cũng phải, Long Duyệt Hồng gật đầu, nói trắng ra, nếu không phải Thiện Na già dựa vào lời tiên đoán thiếu rõ ràng, ép buộc đưa tiểu đội của mình đến ngôi miếu Sĩ Khara để canh giữ, thì hắn vẫn có thiện cảm nhất định đối với hòa thượng này, ít nhất nhìn từ thái độ đối xử với người bình thường, hắn là một tăng lữ chân chính. Nhưng kế hoạch của chúng ta đã bị cắt ngang. Bạch Thần dường như không thích trạng thái bị cưỡng chế giam hãm này lắm, từ đó khá ghét Thiện Na già. Tương Bạch Miên mỉm cười, chúng ta có kế hoạch gì? Không phải là lặng lẽ theo dõi diễn biến, đợi thành phố Ban Sơ tự mình nổ ra bạo động, sau đó đục nước béo cò, tìm cơ hội, hoàn thành nhiệm vụ sao? Với thực lực của chúng ta, chẳng lẽ còn có thể thực sự dính vào? Những nhân vật lớn kia chỉ giơ tay lên là có thể đập chết chúng ta rồi. Về điểm này, tổ điều tra cũ rất biết tự lượng sức mình, cho đến giờ chưa từng nghĩ sẽ chủ động xuất kích, phá vỡ sự cân bằng của thành phố Ban Sơ, họ chỉ nương theo đà phát triển, đợi sự thay đổi. Không, kế hoạch của chúng ta không phải là như vậy. Thương Kiến Diệu nói với vẻ mặt nghiêm túc, nếu Đại sư Thiện Na già nói rằng chúng ta sẽ gây ra bạo động cho thành phố Ban Sơ, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm sai điều gì đó, nhớ nhầm phương án. Anh đang nghiêm túc hay đang chế nhạo Thiện Na già? Lần này Long Duyệt Hồng to gan nghĩ thầm trong bụng. Tương Bạch Miên cũng gật đầu theo, đúng vậy, tôi cũng rất tò mò thiền sư đã tiên đoán ra chuyện gì. Chúng ta ở chỗ này hay ở bên ngoài đều giống nhau. Lẽ nào, hành động anh ta ngăn chặn chúng ta, đưa chúng ta về ngôi miếu Sĩ Khara canh giữ mới là ngòi châm lửa, có thể gây ra một loạt sự biến đổi. Nói đến đây, Tương Bạch Miên khẽ cười một tiếng, lời tiên đoán luôn xảy ra bằng phương thức mà người tiên tri không thể ngờ tới, không phải sao? Tổ trưởng, cô vẫn còn đang cố gắng làm lung lay tín niệm của Thiện Na già à? Lần này Long Duyệt Hồng đã nhìn ra mục đích thực sự của Tương Bạch Miên. Đáng tiếc là giọng nói của Thiện Na già vẫn chưa xuất hiện trong lòng mấy người họ. Tương Bạch Miên đành phải vươn vai một cái, nghỉ ngơi đi, đợi sự thay đổi. Gửi cho lão Nawa một bức điện báo, nói với ông ta là cục diện hiện giờ ở thành phố Ban Sơ vẫn còn khá ổn định. Mà chúng ta được Đại sư Thiện Na già của giáo phái Ý Thức Thạch Anh mời đến ngôi miếu Sĩ Khara làm khách 10 ngày. Trong một điểm tụ cư của dân du cư hoang dã trên dãy núi bờ Bắc, Hàn Vọng Hoạch và Tăng Đoá ngồi trong một góc phòng yên vắng không người, nương theo ánh hoàng hôn, nhìn bức điện văn được Nawa phiên dịch ra. Xem ra họ xảy ra chút chuyện rồi, Tăng Đoá hơi cau mày nói. Là thợ săn di tích Trường Kỳ lăn lộn giữa thành phố Ban Sơ và phế tích bờ Bắc. Cô ta biết giáo phái Ý Thức Thạch Anh và phía chính quyền thành phố Ban Sơ có sự liên hệ nhất định, có thể công khai truyền giáo. Hàn Vọng Hoạch suy nghĩ vài giây rồi nói, nhìn từ việc họ vẫn có thể gửi điện báo, có lẽ vấn đề không quá nghiêm trọng. Tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Anh ta đưa ánh mắt về phía Nawa. Nawa phát ra giọng nói Nam Trung có cảm giác do âm thanh điện tử hợp thành, nếu họ xảy ra chuyện, vậy chúng ta phải xem nội dung không được nhắc đến trong điện báo. Lúc trước Đại Bạch từng nói rồi, trong điện báo không bảo chúng ta thay đổi kế hoạch, vậy thì chúng ta cứ tiếp tục hành động theo kế hoạch. Đại Bạch, Tăng Đoá vẫn luôn cảm thấy phong cách đặt biệt hiệu của tổ điều tra cũ không đúng lắm. Một đội ngũ mạnh mẽ như vậy,
biệt hiệu của thành viên lại là Đại Bạch, Tiểu Bạch, Này và Tiểu Hồng. Đây là đội ngũ và mỗi người có giá trị hơn 10.000 Orei, rõ ràng là tổ chức đoàn thể trường học công dân thành phố Ban Sơ, hơn nữa còn là lớp học khá bé. Để so sánh, lão Nawa thực sự vô cùng bình thường. Được. Hàn Vọng Hoạch cũng cho rằng cách tốt nhất hiện giờ là lấy bất biến ứng vạn biến. Sau khi thiêu hủy điện văn, trong lúc đợi bánh mì đen được ngâm mềm, Tăng Đoá thấy bầu không khí có chút nặng nề, liếc nhìn Nawa, hỏi bằng giọng rất tò mò, hình như ông từng là thị trưởng của một nơi trong thiên đường máy móc, vì sao lại theo đám người đại? À, đám người Tiết Thập Nguyệt, Trương Khứ Bệnh, đến thành phố Ban Sơ. Thiên đường máy móc có quan hệ hợp tác với họ. Trong lòng cô ta, người máy thông minh cũng là người máy, không thể nào làm trái chương trình đã cài đặt và mệnh lệnh của cấp trên, không nhận được sự cho phép thì chắc chắn không thể rời khỏi cương vị công tác. Ánh sáng đỏ trong mắt Nawa lóe lên vài cái, mức độ nhân loại hóa của tôi quá cao, nếu như không rời đi, sẽ bị mang về tổng bộ cách thức hóa. Tôi theo Đại Bạch và này là để tìm kiếm đáp án của vấn đề nhân loại là gì, muốn biết rõ rốt cuộc tôi có được tính là người không, là người như thế nào, ý nghĩa cuộc sống của tôi là gì. Tăng Đoá nghe vậy thì sửng sốt, có cảm giác đầu óc choáng váng. Nhân loại là gì? Hàn Vọng Hoạch lặng lẽ ngồi nghe ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn về phía Nawa. Ánh sáng hoàng hôn không biết sẽ tắt lúc nào chiếu lên gương mặt anh ta. Nawa phát ra tiếng cười do âm thanh điện tử hợp thành, ha ha. Trước khi rời khỏi Tắc Nan, tôi là một thị trưởng mẫu mực, một người chồng ân cần, một người cha hiền từ và một cấp trên uy nghiêm. Đây là định nghĩa mà lập trình dành cho tôi, mà bây giờ tôi nghĩ tôi còn có nhiều khả năng hơn, không chỉ có thế. Đợi tôi xây dựng xong mô hình nhân loại hoàn thiện, có lẽ sẽ tìm ra bản thân thật sự. Tăng Đoá không biết nên tiếp những lời này như thế nào, chỉ có thể cười nói, tôi không phức tạp như thế, tôi chỉ muốn tất cả mọi người ở thị trấn Sơ Xuân đều được sống tốt. Hàn Vọng Hoạch nhìn cô ta một cái, nói bằng giọng lạnh nhạt, cô chưa từng nghĩ đến mình sao. Tăng Đoá há miệng ra, lại ngậm vào, chuyển ánh mắt về phía bánh mì đen đang dần mềm ra. Đến đêm, Garibaldi rốt cuộc tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, đã thấy có vài gương mặt vây quanh mình, hắn sợ hãi co rúm lại, tìm kiếm vũ khí. Anh tỉnh rồi hả? Thương Kiến Diệu cười hỏi. Lần này anh dùng tiếng đất xám. Garibaldi sửng sốt một chút, sau khi phân biệt kỹ càng, rốt cuộc nhận ra đây là tiểu đội được công ty phái đi đã từng gặp trước đây. Các anh cứu tôi ra. Nhắc tới chữ cứu này, vẻ mặt Garibaldi có sự thay đổi không kìm chế được. Với ánh mắt của Long Duyệt Hồng cũng có thể nhìn ra vẻ sợ hãi mang chút lưu luyến của anh ta. Đúng vậy, Tương Bạch Miên mỉm cười lùi về sau một bước, ngồi xuống rồi nói chuyện, cần giúp đỡ không? Liếc nhìn cô gái này, người Garibaldi đột nhiên run lên, vội vã lắc đầu, không, không cần. Hắn lần mò ngồi dậy, động tác khá nhanh. Trong quá trình này, hắn liếc nhìn qua Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng, sau đó không nhịn được lại dùng mình một cái. Tương Bạch Miên giơ tay lên ấn khóe miệng mình xuống, để nó giữ nguyên bình thường. Đợi tâm trạng Garibaldi ổn định hơn chút, Tương Bạch Miên lên tiếng hỏi, cô gái để lại ấn tượng sâu sắc cho anh kia có dáng vẻ thế nào? Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 647, xác thịt. Nghe câu hỏi của Tương Bạch Miên, người Garibaldi không tự chủ được run lên một cái, hồi lâu mới nuốt nước bọt, nói, ồ, cô ấy là con lai, không đẹp lắm, nhưng rất có phong vị, bất cứ biểu cảm nào của cô ấy cũng có thể khiến cho anh. Garibaldi liếc nhìn hai cô gái trước mặt, không nói nữa. Cũng có thể khiến cho anh sinh ra ham muốn. Bạch Thần gặng hỏi khá trực tiếp. Đúng, đúng. Garibaldi cúi đầu, lộ ra vẻ xấu hổ, cho dù cô đã vô cùng mệt mỏi, cũng vẫn có cảm giác. Anh còn chưa chết, chứng tỏ cơ thể anh cũng không tệ lắm. Bạch Thần lạnh lùng đánh giá một câu. Long Duyệt Hồng tưởng tượng lại, cảnh lúc đó, cảm thấy Garibaldi không một năm thì cũng phải nửa năm vẫn còn chưa hết sợ. Tương Bạch Miên đảo mắt, nhìn trần nhà rồi nói, miêu tả tướng mạo cụ thể. Garibaldi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nhớ lại. Căn cứ vào lời của hắn, tổ điều tra cũ nhận được dáng vẻ đại khái của người mai phục, chiều cao không đến 1m7, tóc đen vừa dài vừa xoăn, mắt màu nâu nhạt, mũi và môi không có đặc điểm rõ ràng nào, nếu không phải khí chất đặc biệt, vóc dáng không tệ,
thì đi ở đường sẽ dần lẫn vào trong đám đông. Mà khí chất của cô gái này không phải lúc nào cũng đặc biệt như thế, phần lớn thời gian cô ta đều rất kín đáo, chỉ là khá quyến rũ. Về phần tên của cô ta, Garibaldi không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết lão ca gọi cô ta là nhà cảm thụ. Đồng thời, Garibaldi còn nghe thấy lão ca nói chuyện với một nhà cảm thụ khác ở ngoài cửa, thái độ của ông ta đối với người đó rõ ràng là khác biệt. Hai bên đều là phụ nữ, nhưng thái độ của lão ca một bên là cung kính, một bên là kính trọng, khác biệt rõ ràng. Cho nên, Garibaldi nghi ngờ, người mai phục tổ điều tra cũ là một vị khá đặc thù trong các nhà cảm thụ của giáo phái Dục Vọng Chí Thánh, có lẽ sẽ thăng lên chức vị cao hơn bất cứ lúc nào. Cũng coi như coi trọng chúng ta đó. Tương Bạch Miên nghe vậy, cảm khái một câu. Chúng ta ở đây không phải là tổ điều tra cũ, mà là sinh vật bàn cổ. Bởi vì đối tượng của giáo phái Dục Vọng Chí Thánh không phải là đám người Tương Bạch Miên, tất cả các tin tình báo đều nói họ ra khỏi thành phố rồi. Nếu không với biểu hiện lúc trước của tổ điều tra cũ, người tới sẽ không phải là một nhà cảm thụ bị Thiện Na già dọa chạy mất, mà là người thức tỉnh cấp bậc hành lang tâm linh. Trong mạng lưới tình báo của kẻ địch, thế lực lớn thường sẽ được nhấn mạnh về sự bí ẩn, thủ đoạn và đường đi hơn là thực lực. Để câu các nhân viên tình báo khác của sinh vật bàn cổ ra, giáo phái Dục Vọng Chí Thánh phải phái ra một người xuất sắc trong các nhà cảm thụ, quả thực được tính là coi trọng. Tương Bạch Miên nhìn Garibaldi, lại hỏi vấn đề khác, rốt cuộc anh đã khai ra những chuyện gì? Garibaldi trở nên xấu hổ, cúi đầu, mặt đỏ ửng, lắp bắp nói, cái gì nên nói, đều nói cả rồi. Tôi không ngờ, các cô không hiểu, trong tình huống đó, để được thỏa mãn, vì sự dày vò đáng sợ không thể chịu nổi. Tôi thậm chí có thể tự mình hại mình, có thể làm bất cứ chuyện gì, cô ấy giống như một ác ma đến từ vực thẳm. Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng liếc mắt nhìn nhau, cùng lắc đầu, tỏ ý khó mà hiểu nổi. Tương Bạch Miên kiểm soát vẻ mặt, gật đầu, vẫn nên nói lại một lần những chuyện đã khai ra đi, tránh để cấp trên bỏ sót vấn đề nào đó. Garibaldi thấy đồng nghiệp đối diện không định trách móc mình, tâm trạng thoải mái hơn chút, thuật lại đầu đuôi ngọn ngành những tin tức mình đã khai ra.